Dũng Audi chợ ô tô số 1 Hải Dương xin được lời chào tới toàn thể quý vị cùng toàn thể các anh chị em. Và ngày hôm nay kênh mua bán và trao đổi xe của Dũng Audi tiếp tục lên sóng cho anh chị em một mẫu xe mới về. Một con hàng cực kỳ là hot trong tầm sedan phân khúc hạng B. Bởi vì cái sự rộng rãi này, bền bỉ cũng như là vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu. Trong khi đó là những cái phụ tùng thay thế của dòng xe này nó luôn luôn sẵn có trên thị trường. Chi phí bảo trì bảo dưỡng của nó thì quá là rẻ. Và đây chính là một chiếc Toyota Vios đời 2018, số tự động, dung tích động cơ là 1.5. Bản này là bản G, bản cao cấp nhất của dòng xe này. Dòng xe nó gọi là vô cùng là bền. Bền theo cùng 5 tháng chúng ta mua một chiếc xe về có thể sử dụng thoải mái luôn, sử dụng rất là lâu. Trong khi đó là xe thì ít hỏng vặt. Cái độ hao mòn về xe cũng như là cái độ khấu hao về xe nó cực kỳ là ít. Hiện tại chiếc xe này em đang chào bán cho chúng ta với cái mức giá là 478 triệu đồng. Tuy nhiên thì giá thành vẫn còn có thể thương lượng thêm. Nếu mà thực sự anh chị em nào thiện chí thì alo trực tiếp về cho Dũng Audi qua số điện thoại cũng như Zalo là 0855 966 966. Hoặc các bác có thể đến trực tiếp địa chỉ cửa hàng tại lô 14.3 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu đô thị Tây Long Cường, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương để trực tiếp xem xe, test xe cũng như chạy thử xe để cảm nhận và đánh giá về chất lượng của những chiếc xe này mang lại cho anh chị em. Đấy. Còn bây giờ thì em bắt đầu đi vào review chi tiết cho chúng ta. Nếu bác nào cần mua xe trả góp hay cần ship xe, chúng ta cứ alo về, em sẽ có bộ phận nhân viên tư vấn khách hàng tư vấn kỹ càng cho chúng ta. Đầu tiên thì xe trang bị cụm đèn bi xe lông siêu sáng và xi nhan trên gương, 4 la răng đúc dạng phai, 4 la răng đúc đa chấu kép nhá. Và xe trang bị 4 phanh ABS rồi. Sơn xi thì em này được trang bị một cái lớp sơn màu đen rất đẹp. Lốp teo xe của em này vẫn còn nhá, xe không taxi dịch vụ gì luôn, tư nhân gia đình sử dụng. Đó. Một chiếc xe đời 2018 nhưng mà lốp teo xe của em nó vẫn còn một quả lốp teo xe. Đấy, chứng tỏ là xe không taxi dịch vụ gì cả. Và đằng sau xe được trang bị là 4 cảm biến lùi phía sau, cảnh báo va chạm sớm, tránh những cái va chạm rủi ro không đáng có xảy ra khi chúng ta lùi xe vào những cái vị trí không gian chật hẹp. Và em đi vòng sang phần thân bên lái để cho mọi người ngắm kỹ hơn về tổng thành form dáng sơn xi, ngoại thất bên ngoài của chiếc Toyota Vios bản G số tự động với dung tích động cơ là 1.5 này. Đấy, xe thì siêu siêu đẹp và siêu siêu chất rồi, zin đét cả xe nhá, máy số zin và cột kèo keo chỉ nguyên zin nguyên bản từ xe. Như vậy là em biến một vòng chung quanh xe rồi nhá. Bác nào quan tâm thì cứ alo trực tiếp về để thương lượng giá cả. Còn bây giờ thì em sẽ đi vào bên trong nội thất của xe cho chúng ta xem. Đấy là phần sơn xi bên ngoài nó rất là đẹp rồi. Và nội thất bên trong đây, di chuyển vào nội thất bên trong. Đấy, nội thất bên trong cũng sáng choang với ghế da màu kem nguyên zin. Hàng ghế trước rồi, em quay cho chúng ta xuống cái hàng ghế sau này. Nó cứ gọi là tuyệt đẹp luôn nhá. Từ phần táp ly, đây táp ly táp lô hai tông màu còn rất mới. Bởi vì là dòng xe nó quá là bền nên cái độ những cái nhựa này, các thứ nhựa hoặc da này nó không xuống quá nhanh. Nó khác so với những cái dòng xe Hàn. Dòng này nó quá là bền đi. Đi vài năm rồi mà xe nhìn nó vẫn còn rất là mới. Về mặt chất lượng của xe chúng ta có thể nhìn này, phần chỉ trước này. Đấy, chỉ trước đây. Thằng tưng thằng tắp luôn nhá. Chỉ trước là cái thằng tưng thằng tắp luôn. Cam kết với chúng ta là không đâm xô va chạm hay là tai nạn ngập nước nhá, bằng văn bản đường hoa. Ở cái phần răng cửa thì những cái bụi màu theo thời gian là nó còn nguyên xi. Còn nguyên xi luôn. Công nghệ thì bao gồm hệ thống gương kính chỉnh điện, có luôn cục điện. Đấy, có gương kính chỉnh điện và cục điện. Vô lăng thì chúng ta có thể nhận thấy là nó không có hiện tượng sờn mòn hay bạc màu gì mấy ở trên vô lăng nhá, không có hiện tượng sờn mòn hay bạc màu gì mấy ở trên vô lăng. Thấy chưa? Đấy. Cái củ số này thì cái viền chrome của nó còn bóng loáng đấy nhá. Củ số viền chrome còn bóng loáng. Đầu đai giải trí nguyên bản với em này có trang bị điều hòa auto rồi. Cam trước cam sau được trang bị đầy đủ nhá. Đây này. Đây là phần cam hành trình cam trước này. Và cái cam đằng sau kia cũng có. Chân nỉ nguyên bản theo xe. Sạch sẽ nhá. Nội thất vô cùng là gọn gàng và sạch sẽ. Ở đây chúng ta sẽ xem trên những cái bản lề trên cột này. Thì ở đây mọi người nhìn này. Đấy, những con bu lông bản này này, những cái bụi màu theo thời gian là nó còn nguyên vào cái phần keo này. Những phần keo nhá, keo nhà máy nó vẫn nguyên xi. Bu lông bản lề trên này, em xuống cho chúng ta bu lông bản lề dưới. Đấy. Nó căng đét nhá, không có cái hiện tượng là lệch lạc về form hay là lệch lạc về dáng. Đấy là phần cánh trước này. À, nhân tiện đây thì em sẽ mở luôn cái phần khoang động cơ ra. Để lát nữa sẽ review cho chúng ta luôn về cái phần khoang động cơ.
Rồi xuống phần cánh sau bên lái này thì mọi người có thể nhìn thấy này, đây là phần chỉ này. Lốp thì ba quả lốp còn lại bên em đã lên cho chúng ta bằng ba quả lốp mít rồi, dòng lốp cao cấp đấy, lên ba quả lốp Michelin rồi. Mức tiêu thụ nhiên liệu thì rất là khiêm tốn thôi. Chạy kết hợp nó có 5,9 lít chưa đến 6 lít, nhưng mà tùy từng điều kiện thì nó rơi vào tầm sắp sấp xỉ 6 lít này. Dòng xe nó chạy vô cùng tiết kiệm đây. Ngoài đô thị nó rơi vào 4,84 lít thì cứ gọi cho là chúng ta chênh lệch một tí chạy 5 lít đi, 5 lít ngoài đô thị nó chỉ hơn một chiếc xe máy tí thôi, hơn chiếc SH thôi. Trong đô thị thì em này rơi vào tầm 7,78 lít. Đấy, chạy vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu như vậy và chúng ta được một chiếc xe nó rất là bền. Đấy, keo kiếc này, ốc răng cửa này, thấy chưa, lốp lát thì đây, hai vòng lốp mít, còn lốp bên này thì là lốp mít này. Đấy, các bạn nhìn khe rãnh khe múi nó còn rất là dày. Tạo lông lốp đây với cái dòng lốp mít này thì tình trạng lốp như thế này thì chúng ta mua xe về nếu chạy độc trong thành phố, chạy độc trong thành phố nhá, thì cỡ khoảng chúng ta cứ phải đi tầm 5-6 vạn nữa nhá. Cứ phải đi tầm 5-6 vạn nữa thì chúng ta mới phải thay lốp cơ. Mà dòng lốp này chạy nó rất là êm và bền. Rồi bây giờ sẽ đi đằng sau. Đi đằng sau thì em sẽ quay luôn vào cái phần cốp xe của chúng ta. Mở cốp xe lên để quay này. Một cốp xe chắc chắn nó rộng rãi rồi. Đấy, vì ốt thì nó mang lại cho chúng ta được cái sự rộng rãi các thứ. Ở đây thì về phần form dáng, form dáng ở đây thì nó không có hiện tượng lệch lạc về form hay về dáng nhá. Đây này, nó không có hiện tượng là lệch lạc về form hay về dáng. Và cái phần chỉ trong này, đấy, chỉ trong, được chưa? Ở đây này thì là cái đinh tán này, các bạn nhìn này, lỗ đinh tán này, đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Các thứ đấy, form dáng nó không hiện tượng lệch lạc về form về dáng nhá. Sau đây phần quả lốp này, bên này cũng là lốp mít này, bên này nó cũng là lốp mít nhá. Đấy, thì những quả lốp mít này thì cũng là lốp mới thôi. Bên này cũng vậy thôi, bên kia cũng vậy, bên này cũng vậy. Chạy cỡ khoảng 5-6 vạn nữa thì chúng ta mới phải thay lốp cơ. Lốp lam rất là dày. Tiếp tục về mặt chất lượng của xe ở bên phụ, từ đây chúng ta sẽ nhìn thấy cái phần răng cửa này, rồi sẽ lên cái phần bản lề cho chúng ta. Cái bản lề đấy nhá, bản lề thì các bác nhìn cái keo của nhà máy, keo nhà máy gắn trên bản lề kia nhá, nó xin đét kia, được chưa, nó vẫn còn nguyên sinh nguyên bản luôn. Nó chứng tỏ cái phần cột thì nó chưa có hiện tượng là xảy ra va quẹt các thứ, và chỉ chiếc cái đây nó cứ gọi là thằng tưng thằng tắp, chỉ chiếc nó cứ gọi là thằng tưng thằng tắp luôn. Đấy, còn kính trước của em này thì kính vẫn zin này, các bác nhìn này, 2018 này. Đấy, kính trước còn zin hết này, 2018 này, được chưa, 2018. Và lên cái phần cánh trước này, lên phần cánh trước thì ở đây chúng ta hãy nhìn này, răng cửa các thứ này. Đấy, răng cửa đây nhá, các bạn nhìn răng cửa này. Rồi cái phần chỉ trước này, chỉ trước này nhá. Đấy, đã nhìn thấy chỉ chưa, chỉ đẹp rồi nhá, chỉ nguyên zin rồi. Đấy là về phần bốn cánh này, rồi đằng sau này, đây là quả lốp theo xe này, quả lốp đây là quả lốp theo xe đây, đây các bác nhìn này, tuần thứ 7 của năm 2018 nhá, tuần thứ 7 2018, lốp theo xe là vẫn còn, vẫn sẽ chứng minh một điều rằng là con xe của em không phải là taxi dịch vụ ở đời 2018, thấy chưa? Nó chạy cực ít và cũng vô cùng là giữ gìn. Còn ở đây thì chúng ta sẽ nhìn thấy là cái phần phong máy này, khô ráo sạch sẽ nha, không có hiện tượng chảy dòng hay chảy mỡ. Và máy móc của em này thì đây, zin từ dàn cò zin xuống, yeah. Máy thì zin từ dàn cò zin số, và hộp số tương tự, hộp số thì cũng vậy thôi. Đó, hộp số cũng vậy, tương tự nhá. Đây các bạn nhìn này, các bạn nào biết về xe nhìn cái khe hộp số này là biết này. Máy của em nó zin rồi, máy số zin S 100% và xe thì không ngập nước, không đâm xô va chạm. Đây là những con ốc chân máy zin đét luôn, đó, chân máy zin đét luôn. Tiếp theo lên trên này thì chúng ta sẽ nhìn đến con ốc cabo. Đấy, ốc cabo chưa có hiện tượng mở ốc hay tháo dỡ nhá. Cabo bên phụ này,
em chuyển sang phần cabo bin lái này thì tương tự là ở đây thì nó chưa có hiện tượng là mở ốc hay là tháo rỡ ở trên những cái con ốc cabo này, ok chưa? Và như vậy thì em đã review xong cho chúng ta một chiếc Toyota Vios G đời 2018 phiên bản số tự động với dung tích động cơ là 1.5. Hiện tại thì chiếc xe này em chào bán cho chúng ta với cái mức giá lăn bánh là 478 triệu và còn thương lượng thêm. Nếu mà thực sự anh chị em làm thiện chí thì alo trực tiếp về giúp em 0855 966 966 để thương lượng giá cả nhé. Bây giờ em xin kết thúc video giới thiệu về xe ở đây. Cảm ơn anh chị em đã quan tâm theo dõi và nhiệt tình ủng hộ. Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.